Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Quốc Tội Vlog. Thì hôm nay em nói tiếp về cái vấn đề mà mấy thằng ma tăng ha. Hôm nay em không nói mấy thằng ma tăng đâu mà em nói là thầy của em ha, một người thầy đáng kính của em. Trước kia thì em cũng không ghét thầy nhưng mà em rất là vui, đó là thầy Thích Tâm Phúc, thầy ăn thịt chó tế công của Việt Nam của mình nha mọi người. Thì bây giờ thầy lãnh án tù hình như là cũng lâu rồi, nhưng mà đến thời điểm bây giờ thì chắc thầy cũng gần về rồi. Nhưng mà nhiều lúc nghĩ đi ngẫm lại thì là em thấy là khi thầy đi rồi thì cái chùa của thầy là bỏ xó một mình ha, không ai tới lui nữa. Và trong thời gian mà thầy đi thì mọi người đem thầy ra làm một cái trò cười, xong đó trách móc thầy rất nhiều. Và cái người đau đớn nhất đó là mẹ của thầy. Mẹ của thầy là hiện tại là đang sống một mình ha, sống một mình tại chùa. Khi mà thầy đi rồi là không ai chăm lo cho mẹ của thầy cả. Và cũng hiểu được cảm giác đó, là mẹ của thầy là sống trong sự buồn tủi ha, của tuổi già cô đơn, sống một mình. Đó là khi mà thầy đã đi rồi ha, thầy đi đâu? Đi tòa. Đó, thầy đã đi tòa và đã bị mấy thằng kia nó gài ha. Cái vụ mà giấy tờ là thầy cũng không rõ ha, nhưng mà 100% chính xác là do mấy cái thằng đó nó gài và thầy đã lên clip thầy chửi tụi nó rồi ha. Ta cái thằng Thích Nhật Từ ha, cái thằng mà kêu gọi chuyển khoản ha, đầu tư chuyển khoản để clip sau em nói về cái thằng đó cho ha. Nó có những cái phát ngôn rất là xàm ha mọi người, nó xàm lắm. Cho nên là clip sau để em nói ha. Bây giờ clip này em chỉ nói về thầy Phúc thôi. Bây giờ hiện tại là thầy Phúc cũng gần về nha mọi người. Thầy Phúc là cũng lãnh án cũng lâu lắm rồi ha. Là nếu mà đi tòa ha, đi tòa nếu mà trừ ra những ngày mà lễ lộc ha, Tết, rồi với lại những ngày mà công tác tốt tại trại ha, thì mình được thả về sớm đó. Thì giờ hiện tại là mẹ của thầy, sau khi thầy Thích Minh Tuệ cầm bát mà đi khất thực thì bắt đầu là tất cả những cái thằng ma tăng đó đều lộ rõ bản chất của nó hết trơn ha, lộ rõ nguyên hình luôn. Bởi vì sao? Vì nó ăn quá nhiều ha, nó không tu đúng một người sư thầy đó. Thì nhiều lúc mới ngẫm lại là thầy Thích Tâm Phúc nói có những cái rất là đúng ha, thầy nói rất là đúng, nhiều điều lắm, đúng lắm. Nên là các Phật tử và những người, mọi người sau khi mà lĩnh hội được những gì mà thầy Thích Minh Tuệ đã làm và đã tu tập cho bản thân mình ha, là mọi người đã giác ngộ ra hẳn để mà thấy được ha, là thầy Thích Tâm Phúc đúng, thô nhưng thật, thầy nói thô nhưng thật. À, thầy chửi thằng này thằng kia rồi thầy nói tu sao, mọi người cứ xem clip lại là thấy rõ 100% là thầy Phúc nói rất là đúng ha. Đó, bây giờ là cũng là rất là tội nghiệp cho mẹ của thầy là đang trong ngóng ngày con mình trở về đó. Thì bây giờ là sau này các Phật tử và mọi người đều giác ngộ được và đang đợi thầy về. Đó, trong lúc đang đợi thầy về thì là mọi người luôn ủng hộ ha, không phải bà con trong nước đâu mà có những bà con nước ngoài nữa, và ủng hộ là bằng cách là cho rạo nè, cho gạo và xây nhà đó. Nhà mẹ của thầy dột nát tùm lum, thấy rất là tội nghiệp. Cho nên là những người mà thành kính thầy á, tôn kính thầy á, bây giờ hiện tại là họ quay xe tôn kính thầy rất là nhiều, nên là đã lại trợ giúp cho bà để có một cuộc sống ấm no bình yên thay cho thầy Phúc ha. Chỉ đợi là thầy Phúc trở về thôi, nó là đủ bộ rồi. Tôi nghĩ mà thầy Phúc mà trở về một cái một á, thầy Thích Tâm Phúc trở về một cái một thôi ha. Bây giờ thầy nói là yêu cầu là thầy không có mở ra mà chùa gì lớn cho đông, rồi thuyết giảng gì cho nhiều, kêu gọi Phật tử cho đông vô làm gì, thấy không? Tự thầy có một cái lực hấp dẫn ha, tự các mọi người yêu mến thầy, tự mọi người giác ngộ đều vào thầy hết ha, đều đến gần thầy nghe thầy thuyết giảng thuyết pháp ha. Đó, bây giờ đó cũng là một cái tin vui ha cho mọi người. Thì thầy cũng gần về rồi, cho nên là mọi người nếu mà không giúp gì được cho thầy nữa thì
Thay vì đó thì chúng ta sẽ giúp cho mẹ của thầy ha, có một cuộc sống ấm no, nhà không dột nát, cơm ăn đầy đủ ha. Đó, nhìn nhìn mẹ thầy rất là tội ha. Em xem cái clip đó, nhìn mẹ thầy rất là tội luôn. Nhìn kiểu bà rất là cô đơn, trong sâu trong đôi mắt của bà rất là buồn. Đó, kiểu thiếu thốn rất là nhiều, nhiều khi mất mát quá nhiều thứ luôn. Nên đó là nhiều lúc em cũng xúc động, cực kỳ xúc động. Đó, thì em cũng xin kết thúc video ha. Thì bây giờ cũng báo với mọi người là thầy cũng gần về rồi, cũng nhanh thôi, năm này qua tháng nọ, nhanh lắm. Cho nên là mọi người hãy trông ngóng thầy về nha. Và mọi người nhớ đăng ký kênh của em, và clip sau em sẽ nói về cái thằng Thích Nhật Từ. À, cái thằng để mắt kiến á, thằng lùn lùn mà để mắt kiến mập 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 á, em nói chờ. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video, cảm ơn các cô chú anh chị đã xem video. Nhớ like và subscribe em nhé. Cho em xin một cái nút đăng ký.